test cái súng mẫu mới ha. Súng Squid Game thì súng này nó có hai màu, màu đỏ với màu xanh ha. Và mỗi cái súng thì nó có hai bia, hai bia tùy loại. Nhiều khi nó có bia thì đỏ, bia xanh. Thì bộ sản phẩm nó sẽ có 6 viên đạn xốp ha. Súng này thì bắn rất là xa. Chúng ta có ba cái chỗ để đạn ha. Đó. Kéo nó bắn. Chúng ta đẩy vào. Còn đây là ba cái viên đạn không có hít ha. Chúng ta gắn vô. Cái này là do chúng ta kéo vô ngay ha, nghe cái tách cái này chúng ta bắn. Như vậy mình đã giới thiệu xong mẫu súng mini này. Mình có để đường link bên dưới phần mô tả. Bạn có thể bấm vào link để tham khảo các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn.